canh coi được không? Ồ, gần gần lại chút xíu được, người ta hồng. Sao quá. Sao hả? No, no, it's good, it's good, it's good. Zoom cái màn ảnh nó ra. Zoom cái màn ảnh cho nó tụi. Livestream có zoom được không anh? That's fine, that looks good. That yeah, looks okay. Good to me, yeah. Right. Cái này là extra, không phải lo gì. Ok. Yeah. Trước khi bắt đầu live cái trên DirecTV thì Face hôm nay ở đài 2033 thì livestream cho mọi người thấy cái mà tôi hỏi. Nghe không các bạn? Bà vô mà coi thử coi. Livestream cho mọi người thấy cảnh behind the scene. Tí nữa thì là Tuzi với Cam Thơ sẽ go on live cho nên nghe. Nghe. Thì sao không nghe. Đó, các bạn nào mà đang xem mà ở nhà mình có DirecTV á thì là tune in to đài 2033. 40 seconds. Oh, 40 seconds is done. Yeah. Okay. Hôm nay có 40 seconds, 40 giây. So your commercial is gonna play first. Okay. And then we're gonna have a countdown. Okay. And then after the countdown, you guys are on. À, đằng sau là có một chuyên viên kỹ thuật rất là đẹp trai, hot boy. Thank you. Sao quân nhìn sau quá trời. Không biết sao quân làm gì. Sao quân làm gì sau tôi vậy trời. Trời ơi, tôi nhột ghê. Nhà hàng các nhà Atengo là nơi giải trí lành mạnh nhất tại Orange County. Đến với Atengo, quý vị có thể ăn uống tất cả hát nhảy đầm với băng nhạc sống và dàn âm thanh hay nhất để phục vụ hết mình. Quý khách Atengo có hơn 100 loại rượu bia khác nhau và các món ăn đặc sản chỉ riêng nhà hàng Atengo có lẩu nấm chả cá, đồ biển đúc lò, gỏi xoài và tuột nướng. Atengo cũng là nơi họp mặt lý tưởng của các anh chị em nghệ sĩ để cùng chung vui với quý vị. Đây là nơi lý tưởng để đặt tiệc sinh nhật kỷ niệm ngày cưới, họp mặt bạn bè hoặc gia đình. Mở cửa 6 ngày một tuần, 6 giờ chiều đến 1:30 sáng. Đóng cửa thứ ba. Để đặt tiệc xin gọi 714-595-0779. Atengo nằm trên đường Golden Grove và Brookhurst bên trong khách sạn Ramada. Đến với Lương Sài Gòn, quý vị không thể nào bỏ lỡ cơ hội đến nhà hàng ca nhạc Atengo. Okay. 5 seconds. Xin chào quý vị. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Z Talk El Shop. Tracy tên là Tracy Phương Trinh. Nếu mà các bạn nào hay quý vị nào không nhận ra. Em là Cam Thơ, có biệt danh là bà Tám Cam Thơ. Đã lâu lắm rồi, Tracy và Cam Thơ không có lên đài về Face để gặp lại tất cả quý vị khán giả trên đài. Cũng rất là nhớ và hôm nay rất là vui được quay lại với đài Việt Face để mà trò chuyện cũng như là làm gì. Và Tám hả? Và Tám cũng như là và mắt cho các chị em phụ nữ cũng như là quý vị nào mà muốn làm đẹp, muốn biết cái bí quyết để làm đẹp thì một số quý vị khi mà đã xem cái điều trò đài Việt Face TV trước đây thì cũng đã không có lạ gì với cái chương trình Z Talk gặp nhau là Tám, và trên đó thì Tracy có cái biệt danh là bà Bảy và Cam Thơ đây là có biệt danh là bà Tám. Thì hôm nay trở lại cũng phải năm rồi ha. Hơn năm rồi đó. Và chương trình ngày hôm nay á, là nó live 100%. Ít bao giờ ai lên đài DirecTV mà làm live bao giờ hết. Hình như là chương trình mình lần đầu tiên hả? Chương trình lần đầu tiên. Nhưng mà đang lo nè, có nửa tiếng à, không biết làm sao đủ giờ để nói. Để Tám hả? Thì lâu ngày quá mới gặp lại khán giả đài mà. Đúng rồi. Muốn Tám rồi phải 2-3 tiếng mới đã, nhưng mà giờ có nửa tiếng rồi. Cho nên là thôi mỗi tuần nửa tiếng. Đó, có như là mình nhớ đóng xem. Thì các bạn cũng như là quý vị biết rồi đó, khi mà chúng ta làm live một cái chương trình gì đó thì nhiều khi nó có những cái bất cố hay là trục trặc nó xảy ra. Thì hy vọng là nếu mà đây là cái chương trình đầu tiên mà cũng là chương trình đầu tiên của Việt Face, lý do tôi nghe nói tôi nghe đồn vậy đó, mà lý do có biết là từ số 1 tới 6 là như thế nào không? Là cái này sao? Tôi mới biết không vậy xin mời đúng mời xin mời bà chia sẻ với lại khán giả. Số 1 tới 6 số đẹp nhất trong từ số 1 tới 10. Lý do tại sao chưa biết đúng không? Chưa biết. Sẵn tôi nói cho
số 1 á là một người ta sống trên đời á, số 1 là một vợ một chồng. Rồi số 2 á thì là hai con, chỉ có hai con thôi là đủ. Đó. Rồi số 3 á là ở nhà ba phòng, ở bên Mỹ là chỉ cần ở nhà ba phòng là đủ rồi, đúng không? Số 4 á là cái đi xe hơi bốn bánh. Ok. Đúng không? Còn số 5 á là sau này được đi du lịch năm châu bốn bể. Rồi, có lý, có lý, có lý. Còn số 6 đố bà là cái gì? Số 6, số 6 là cái gì? Số 6 ta. Số 6 là cuối cùng, cuối cùng là số 6 là gì? Số 5 là đi du lịch năm châu bốn bể rồi, là cũng như gần, gần cuối đời là đi du lịch rồi, còn số 6 là cái gì? Không biết. Thua. Thua, không? Thua, thua. Số 6 là 6 tấm. 6 tấm giác. Trong hòm á. Trung Quốc. Tưởng tưởng là bà nói là số 1 đến số 6 là những cái gì mà nó tốt đẹp nhất. Cái số 6 tôi đâu có thấy gì tốt đẹp đâu, cuối cùng á. À, cuối đời gì. Dạ thì kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay ngoài những cái chuyện vui Tracy với Cam Thơ đưa đến cho quý vị, thì tất nhiên cũng phải lên đây, tại vì cái airtime nó rất là mắc. Cho nên là lên đây cũng phải có một tí coi như là shopping để gửi đến cho quý vị. Thì các quý vị thật tình cái Z-Shop cũng như là Z-Beauty, cái công ty mà bán sản phẩm về sắc đẹp đó của Tracy với Cam Thơ thì đã có cách đây mình thành lập được 2 năm rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Tracy với Cam Thơ đưa coi như là muốn phổ biến như giới thiệu đến cho tất cả quý vị ở trên đài TV. Hồi xưa đến giờ là mình chỉ giới thiệu qua cái Facebook của mình thôi. Không, mà lúc trước cũng có giới thiệu sơ sơ qua TV ấy nha. Cái serum là có đó, lúc mà còn Z-Talk á. À, chỉ trên chương trình Z-Talk thôi. Z-Talk chứ, thôi. Chưa bao giờ có một cái chương trình riêng hoặc là đúng rồi quảng cáo. Phải không? Tại vì 2 năm nay coi như là phải nói là rất là coi như là mấy ngàn hũ cái stem cell 100 này đã được đưa ra cho những người tiêu dùng. Rồi cái serum này cũng là mấy ngàn chai đã bán ra. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Tracy với Cam Thơ lên trên TV để mà giới thiệu đến quý vị. Lý do là tại vì sao? 2 năm vừa rồi rất là nhiều người đã xài qua cái stem cell 100 cũng như là cái serum này, và nó đã đem lại một cái sự hiệu quả coi như rất là tốt. Thì bây giờ trước khi mà Tracy với Cam Thơ nói thêm về những cái sản phẩm này, thì chúng ta cho một cái hình before and after của một khách hàng đã xài cái qua cái serum này. Không biết là bên đây, thì đây là một cái người khách hàng. Các bạn thấy cái lúc mà trước khi xài thì cái hình before bên tay trái, cái mặt của cô ta nó rất là nám, và sau khi xài cái này là khoảng chừng mấy tháng cái người khách này lâu quá, nguyên là xài cả năm mấy rồi. Vậy hả? Thì các bạn thấy là cái da mặt của cô cũng mịn hơn, và cũng như là cái vết nám nó mờ đi. Và bây giờ là cái người thứ hai, một cái hình thứ hai nữa, before and after. Đây, đó các bạn thấy đó là cũng bị nám, cái hình ở trên nó bị nám và cái da mặt nó rất là sạm. Và sau khi cô ta xài vào cách đây là một người này là cái khách hàng cũng rất là lâu năm rồi. Khi mà cô Hình gửi cái hình này là chỉ sau mấy tháng thôi, nhưng mà đến giờ thì cô xài cũng gần được 2 năm. Các bạn thấy cái da nó mịn hẳn và cái vết nám nó cũng đã mờ đi rất là nhiều. Cho nên là ngày hôm nay Tracy với lại Cam Thơ muốn lên đây để giới thiệu đến quý vị cái sản phẩm Bio Stem Cell Serum được bào chế bởi bác sĩ da Nguyễn Quang Tiến, là một bác sĩ da rất là nổi tiếng tại OC. Và bác sĩ này không phải cái này stem cell khác, cái stem cell serum nó khác. Sorry, bên chuyên viên đây là lần đầu tiên lên live, thành ra chuyên viên kỹ thuật bên về VCB cũng chưa biết sản phẩm nào là sản phẩm nào. Nhưng mà không sao, trên live là đó, đây là cái này mới là cái sản phẩm đó. Thì cái bio stem cell serum này được bào chế bởi bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, một vị bác sĩ da rất là nổi tiếng tại OC và cũng là bác sĩ da của Tracy trên 20 năm nay. Thì tình cờ một hôm lúc mà tới bác sĩ da của Tracy là bác sĩ Nguyễn Quang Tiến thì có nói là bác sĩ ơi, cái da em dạo này nó khô mà nó
tất nhiên là ở cái tuổi mình lớn tuổi rồi thì bắt buộc nó phải như vậy. Thì bác sĩ nói bây giờ cô cứ xài thử cái serum này, tôi mới tôi dùng chuyên dùng cho bệnh nhân của tôi, để mà mỗi khi mà bệnh nhân mà chữa những cái da về laser đó thì tôi đưa cho họ xài, để nó, tại vì nó có cái chất chữa làm lành lại cái vết da. Thì thế là chú Di về xài chỉ có một đêm thôi. Nếu mình nói thì nhiều người ta nói là ồ sao mình nói quá, nhưng mà thật tình chỉ có một đêm là thấy cái da mình nó đậm, nó bị nắng đi. Thành ra là lúc đó chú Di mới trở về lại văn phòng của bác sĩ và nói là bác sĩ ơi, cái loại cái sản phẩm này nó tốt quá, tại sao bác sĩ không cứ như làm hàng loạt để mà bán ra ngoài, tại vì rất là nhiều chị em phụ nữ cần cái serum này. Thì bác sĩ mới nói là tôi không có thời giờ, tại vì tôi có hai cái văn phòng về da rồi, cho nên là bệnh nhân tôi quá nhiều. Xong rồi lúc đó Tracy mới nói là nếu vậy thì bác sĩ cho phép em để làm marketing cũng như là người distributor, là cái người mà phân phối cái serum cho bác sĩ. Thì sau khi một thời gian suy nghĩ thì bác sĩ mới là đồng ý, và từ đó đến giờ là gần được 2 năm kỷ niệm 2 năm rồi. Thì là bán ra không biết là bao nhiêu ngàn cái chai serum này, và cái sự phản hồi của khách hàng á, rất rất là phải nói là tuyệt vời luôn. Thì cũng cảm ơn nhân tiện đây thì cũng cảm ơn các vị khách hàng đã xài và đã gửi những cái lời phản hồi. Và sau đây tôi xin đọc một cái phản hồi của là một cái nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là testimonial của một vị khách hàng. Thì cũng có gửi lên cho bên Vietface, thì không biết là các em nó có tìm được cái này không nha. Thì đây là của khách hàng tên gì tôi quên ghi xuống đây. Đấy là ngày mai là đúng một tuần em dùng serum của hai chị. Em rất rất là thích lắm, vì da em rất mịn màng và sáng hơn, đặc biệt là tàn nhang của em cũng mờ đi nhiều. Cảm ơn hai chị nhiều lắm. Em muốn mua thêm hai chai nữa để cho mẹ và em gái xài xem sao. Đó là cái phản hồi của một vị khách hàng. Nói chung là rất là nhiều. Và thêm một cái nữa của chị Karen Khanh Trần, chị để là 78 ơi, sáng nay thức dậy ông xã nhìn chị và hỏi em làm gì mà da mặt của em trắng ra và tàn nhang lật đi nhiều. Chị không trả lời mà chỉ đưa chai serum ra và nói rằng trên cả tuyệt vời, có đúng không anh? Anh không trả lời câu hỏi của chị mà chỉ nói order cho anh được không. Khanh rất vui chia sẻ cùng đồng bọn gần xa và chúc Z Beauty thành công viên mãn, cũng như đã mang lại nụ cười tự tin cho tất cả quý bà. Đó thì ở trong này thì Khanh có xài cái chữ đồng bọn. Thì bây giờ để Tracy mời bà Tám Cam Thơ giải thích cho quý vị trên TV biết là tại sao chúng ta có cái từ đồng bọn. Còn thời gian để ngắn gọn, con cái này dài lắm không có nói ngắn được đâu à. Thì bây giờ bà cứ kể lại đi, cứ còn thì giờ thì kể. Từ đồng bọn là trời ơi hết rồi, tự nhiên giờ nó kêu tôi kể từng đồng bọn đoạn lâu quá, còn 15 phút mà. Đồng bọn là có nghĩa là tự nhiên một ngày đẹp trời thì livestream trên Facebook á, thì mới kể cái câu chuyện đồng bọn. Thì cái chuyện đó bây giờ chắc bữa nào kể sau đi, nhưng mà từ đồng bọn là cái từ đồng bọn là lâu, coi như là mấy năm nay là mình xài cái từ đó, nhiều người người ta không có biết, người ta nghĩ là cái từ đồng bọn là ý nghĩa là hồi đó là cái ý nghĩa cái từ đồng bọn là giống như là lưu manh ăn trộm ăn cướp gì đó ở Việt Nam. Bà này bà không biết, bà bên Mỹ bà không có rành từ đồng bọn, cho nên bà nghe mình nói bà nói theo. Sau từ đó thì cứ cái từ đó là nó là quen thuộc với tất cả khán giả hoặc là bạn bè ở trên Facebook, là những khán giả cái bọn gì, những người hâm mộ trên đúng rồi là từ đồng bọn, là giống không phải cái này là cái ý nghĩa đầu tiên trên lịch sử, cái từ đồng bọn là từ đồng bọn tốt chứ không phải là đồng bọn băng đảng. Đồng bọn băng đảng, đồng bọn là đi từ thiện nè, giúp người nghèo ở Việt Nam, xây cầu xây nhà tình thương nè. Đồng bọn này là đồng bọn cái ý nghĩa đồng bọn 78 chứ không phải là đồng bọn đồng lõa đồng bọn xấu. Nói chung là như vậy. Còn có câu chuyện thì chừng nào mà mình có thời gian cái này tuần sau mình sẽ kể, Tám sẽ đó, kể rõ ràng đó. Thì đó là cái mà
xuất phát. Tại sao có hai cái từ đồng bọn, cho nên bây giờ đó rất là nhiều người theo dõi Tracy cũng như Cam Thơ, mà người ta gọi hai cái tên thân thương là bà 7 và 8 trên Facebook. Thì các bạn cũng như quý vị nào mà muốn theo dõi cái Facebook để cho biết những cái hoạt động từ thiện cũng như những cái chương trình mà vui mà Tracy với Cam Thơ mà thường xuyên đưa lên livestream trên đó thì có thể là vào Facebook Cam Thơ có dấu phải không? Trên Facebook Cam Thơ có dấu và Facebook của Tracy là Tracy Nguyễn. Và bây giờ chúng ta trở lại thêm về cái phần shopping. Tại vì không thôi là mình lên đây không bán hàng là coi như là hôm nay là lỗ to. Nó giỡn thôi quý vị. Thì ngoài cái sản phẩm serum mà Tracy vừa giới thiệu cho quý vị thì công ty Z Beauty cũng còn có thêm cái Vitamin C Moisturizer để xài chung với cái serum rất là tốt. Rồi còn cộng thêm cái kem mắt Revitalizing Eye Serum. Đây là cái bộ ba mà thường là người ta mua để mà serum sức trước, xong tới moisturizer, xong rồi mình thoa kem vào vào mắt. Thì ngày hôm nay á lên đài Face Direct TV lần đầu tiên, cho nên là Tracy với Cam Thơ muốn giới thiệu đến quý vị những cái sản phẩm tốt để quý vị xài. Thì tất nhiên mình phải có một cái giá đặc biệt cho quý vị. Nhưng mà để ngắt lời Tracy một tí, nếu quý vị nào mà đã từng xem 7, 8, 9, 10 ở trên Z-Talk Gặp Nhau Là Tám á, thì quý vị có thấy là cái sự khác biệt trong 2 năm vừa qua không? Chắc chắn là bảo đảm quý vị nào mà coi những cái chương trình trước kia chắc chắn là sẽ thấy khác biệt đối với hai đứa. Thì người ta gặp thì người ta nói là trời ơi sao dạo này thấy khác, trẻ đẹp ra. Mà coi lại mấy cái Z-Talk mấy năm trước chưa nhìn thấy gì có điều tôi thấy khác là tôi có ốm không tôi có ốm không bây giờ hiện tại là Cam Thơ chỉ có 9 giờ sáng cân có 99 pound, nhưng mà lên TV nhìn nó bự lắm, ra ngoài ai gặp nó chủ sao nhỏ xíu ấm như ông nhắc vậy, mà sao lên TV nó mặc quá vậy. Rồi bây giờ là nói chung là hai đứa mình không ăn ảo, cho nên đi ra ngoài thì ai cũng khen là ngoài đẹp không ăn ảo gì, nó đỡ khổ, người ta nói ăn ảo nó khổ lắm vậy hả? Cho nên đừng ăn ảo khỏi khổ nhưng mà tôi thà là không ăn ảnh khi mà mình đi ra ngoài đường, người ta nói là trời ơi sao mà ở ngoài đẹp hơn ở trong hình còn hơn, người ta bảo sao trong hình đẹp mà mà thường thì là bị như vậy rất là nhiều, là trong ảnh đẹp hơn ở ngoài phải không? Nhưng như vậy con mình nó thì vậy. Nhưng mà lý do tại sao là bởi vì Cam Thơ và Tracy là hai đứa đều xài những cái sản phẩm này hết, chứ không phải là quảng cáo mà không xài. Đúng rồi, xài rồi thấy tốt mới quảng cáo, giống như và mới bán ra. Buổi tối Cam Thơ rửa mặt sạch sẽ xong rồi Cam Thơ lấy cái này Cam Thơ sức lên mặt, sức lên ha, thấm dữ xong thấm xong bắt đầu mới cái này là mắt, xong rồi đánh lên đây, mà lấy cái ngón này nha, ngón này là ring finger đó, mình đánh lên đây, mình đánh lên đây, xong cái mình lấy cái này là moisturizer, là cái kem dưỡng ẩm, thì mình xức cái này, mình xức lên là xong. Có ba cái này thôi đó, rất là dễ, không có xài một cái gì khác nữa. Và uống cái stem cell này sáng ngủ dậy là chưa có bước xuống giường là đã quất cái này trước. Đúng rồi, quất cái chai thuốc này trước một viên. Bây giờ để nói về cái tác dụng của cái thuốc thực phẩm chức năng này, stem cell 100 là các bạn biết không, nào là thứ nhất là cái thuốc này nó giúp cho tái tạo là những cái tế bào đã bị hư hỏng, đã bị chết. Thì cho nên là 2 năm vừa rồi là Tracy với Cam Thơ đã xài hầu như là không bao giờ thiếu ngày nào hết á, là trước khi đi ra ngoài đường là phải uống một viên, và chiều về uống một viên. Nếu các bạn nào, như quý vị nào mà hay quên thì mình có thể chúng ta uống 2 viên trong một lúc cũng được. Và đây là những cái benefit của cái stem cell 100. Đây là những cái sự phản hồi của khách đó. Thì họ nói là thứ nhất là nó giúp có thêm năng lượng nè, giúp giảm stress, giúp tóc bớt bạc, giúp mọc tóc bớt, giúp bớt tiểu đêm, giúp ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho phụ nữ cả đàn ông, giúp phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh có lại chất chất nhờn,
rồi giúp da đẹp hơn, giúp mắt khỏe lại khi bị mờ vì lão hóa, và giúp lượng đường và lượng mỡ trong máu ở mức tốt hơn. Và đây không phải là cái lời quảng cáo, mà đây là những cái sự phản hồi của rất là nhiều khách hàng. Và như Tracy với Cam Thơ nói là đã bán ra hơn cả mấy ngàn hũ này rồi, cũng như stem cell 100, cũng như là serum. Thành ra là không chỉ là lên quảng cáo mà không có bằng chứng. Thì để Tracy xin đọc một cái phản hồi của một bạn nói về cái stem cell 100. Cái này là Lisa Phan phải không bạn? Lisa Phan, cái phản hồi của Lisa Phan là: mình bị mất ngủ hơn 20 năm rồi, mình rất bị stress và mặc cảm, không biết sẽ uống thuốc gì để cho mình khỏe và có năng lượng để tiếp tục lo cho gia đình. Cũng nhờ biết chị 78 giới thiệu thuốc này uống tốt cho sức khỏe, cho nên mình tin tưởng hai chị và mua hai hộp uống thử. Kết quả rất là bất ngờ, chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần thì thấy sức khỏe mình tốt lên. Bận công việc làm cả ngày lo cho gia đình, con cái, nấu ăn dọn dẹp mà không biết mệt. Đặc biệt cặp mắt thấy rõ, da mặt sáng và càng mịn. Ông xã căng mình à, và căng mịn xoay. Ông xã mình cũng cũng khen mình dạo này anh ấy thấy em trẻ ra. Wow, khi mình nghe anh ấy khen mình rất là vui mừng, vì sống chung mười mấy năm có khi nào mà anh ấy khen mình đâu. Wow, cái này phải xem lại thì sao nha. Tôi coi mà đọc tiếp coi. Cũng lời khen ấy mà mình biết ra ngay là thuốc này đã có hiệu quả rất tốt. Hôm nay em viết lên đây để chia sẻ với mọi người là em rất vui mừng vì em đã tìm được thần dược tốt nay để níu kéo lại sức khỏe và nhan sắc cho em. Nếu em không biết thuốc này để uống thì em không biết em sống sao nữa. Đó là tóm tắt cái sự phản hồi của Lisa Phan. Và còn thêm rất là nhiều cái chia sẻ nữa. Đây là một cái chia sẻ của một vị khách hàng ở Việt Nam là Kim Nguyễn Phạm, đó là: đúng vậy, tôi đã dùng hết 4 hũ và đã đặt mua thêm 4 hũ nữa. Nó rất good, tóc của tôi bớt bạc, giảm rụng tóc, đã bớt sạm nám. Quan trọng hơn nữa là nó nạp năng lượng cho chúng ta rất nhiều, làm giảm bớt căng thẳng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Tôi rất thích dùng stem cell 100 và cũng rất tốt cho mắt tôi. Đó là Kim Nguyễn Phạm. Và còn nhiều lắm, làm cái sự phản hồi lắm. Là coi như là cái đợt sale gần nhất này nè, là mới gửi hàng đi hôm qua á, là không có đủ hàng để gửi nữa. Đúng rồi, bị sold out luôn. Mọi người gọi cho Tám đặt hàng thêm, mà trời ơi cảm ơn, rồi khen, rồi coi như là mua tiếp là đúng rồi. Khen rất là nhiều. Thật sự là phải nói là rất là hạnh phúc khi mà mình bán hàng mà khách hàng họ cảm ơn mình vì đã giới thiệu cho họ một cái sản phẩm tốt. Thì Chú Duy với Cam Thơ lúc nào cũng vậy, cái tâm niệm là lúc nào mình bán gì ra mình phải thử trước, và mình không bán những cái gì mà mình không tin vào nó, và mình phải chính mình xài. Cho nên là 2 năm nay thì Chú Duy với Cam Thơ là luôn luôn xài cái stem cell 100 thực phẩm chức năng, và sau đó là những cái sản phẩm mà giới thiệu đây cho quý vị về skincare. Thì ngày hôm nay lên đây đặc biệt cho quý vị trên Direct TV xem. Nhưng mà các quý vị trên đài á, rất là may mắn ha, là hôm nay là được giới thiệu là người ta đã xài trước 2 năm rồi. Đúng rồi. Ha? Chứ không phải là mới ra chỗ không biết được cái gì không, chỗ không biết uống sao thôi, có nên mua hay không thì kia. Không có đâu, cái này là đã người ta đã xài rồi, người ta phản hồi rồi, cho nên cứ việc yên tâm mà mua. Mua xài ạ. Hai rất là tốt. Đúng rồi, có người xài sẵn trước cho mình rồi. Vừa rồi thì hai đứa đã có cái 2 years anniversary là kỷ niệm 2 năm thành lập, và đã bán một đợt rất là lớn rồi. Nhưng mà tại vì là ngày hôm nay là cái chương trình đầu tiên trên đây, cho nên Tracy với Cam Thơ cũng muốn là đưa cho quý vị một cái special deal. Đó là cái khi mà quý vị mua 2 chai stem cell serum này thì sẽ được tặng một hũ kem moisturizer trị giá $60 ha. Các bạn lên trên website sẽ thấy là cái này đang bán là $60, mua 2 chai này là $320 được tặng một cái hũ moisturizer trị giá $60. Là đầu tiên quý vị trên đài. Trên đài thôi, first time buyer. Trên đài thì nói như thế nào mới biết là trên đài. Không thì hôm nay mình chiếu direct trên TV mà. Thì và hai hũ stem cell 100 này đó thì khi quý vị mua
cũng sẽ có cái giá đặc biệt. Thì quý vị có thể vào website zbeautystore.com hoặc là gọi số 714-677-7890, gọi thẳng trực tiếp cho Tám. Và Cam Thơ sẽ là người giúp cho quý vị, cũng như là tư vấn cho quý vị một cái cách xài thuốc cũng như là moisturizer cũng như là serum. Thì hôm nay đối với lại quý vị mà đang xem live, phải live stream rồi, xem live trên Direct TV, thì có thể gọi vào sau khi cái chương trình ngày hôm nay và đặt hàng thẳng trên zbeautystore.com hoặc là gọi số phone 714-677-7890 trên cái screen, và sẽ có cái giá đặc biệt là hôm nay quý vị mua hai chai serum này sẽ được tặng một hũ moisturizer trị giá 60 đô. Cái này là hộp vừa rồi mình xem, mình cũng không có xem cái này đúng không? Mình chỉ xem, mình chỉ bớt 20 đô thôi cho cái 2 year anniversary, nhưng mà tại vì là lần đầu tiên bán những cái sản phẩm này trên TV cho quý vị xem TV. Tại vì xưa đến giờ 7-8 như Tracy Camter nghĩ là mình bán trên Facebook là đủ rồi. Nhưng mà nhiều người nói tại sao hai chị không giới thiệu thêm cho quý vị trên TV biết. Biết rất là nhiều người cần những sản phẩm tốt để mà uống, và sau 2 năm quá bao nhiêu là cái phản hồi, bao nhiêu người cảm ơn 7-8 cũng như Tracy Camter đã giới thiệu những sản phẩm này, thì hôm nay lần đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị. Và bây giờ trước khi chúng ta chấm dứt thì chương trình ngày hôm nay được sự bảo trợ bởi công ty New Genesis, thì xin mọi người xem vài cái hình ảnh của công ty New Genesis Easy Dip Nail Technology Dipping Powder, chứ Easy Dipping Powder đây là hai bộ móng mình đúng rồi. Thì thì hôm bữa là Tracy với Cam Thơ có lên trên Las Vegas để tham dự cái Cosmo Pro, một cái trade show, thì đã được công ty New Genesis làm cho hai bộ nails ngày nay hôm nay quý vị thấy này. Thì sản phẩm dipping powder của New Genesis rất là tốt, xài đến ngày hôm nay nó không bị lết, không bị chày, không bị gì hết, cũng còn nguyên mới luôn nè. Đúng rồi, thì đây là một cái công ty base ở bên Canada, và tất cả các sản phẩm của New Genesis của tôi đó đều làm ở tại Canada hoặc và Mỹ, chứ không phải là made in China. Trên khi các bạn mà làm nails thì nó sẽ an toàn sức khỏe của mình, không có bị những cái chất mà chemical mà nó có hại đến đến sức khỏe của mình. Thì và đưa móng tay qua đi, cái hình trên móng tay đó là họ làm cho Cam Thơ. Không biết anh zoom vào cái tay của Cam Thơ dùm. Đó, cái bóng mà cái màu mà ombre mà vàng rồi cam rồi đó, cái đó đó đắt là của Cam Thơ, cái bàn tay của Cam Thơ hiện bây giờ là vẫn còn màu vàng, là màu cái gì đó, màu vàng là màu cái gì, màu hot bây giờ mùa hè năm nay là màu vàng, những cái màu neon color. Yes, thì quý vị có thể vào newgenesis.com để mà tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm Easy Dip Nail Technology của công ty New Genesis. Với cái website là hình như là newgenesis.com thì phải ạ. Và bây giờ thì chương trình cũng sắp hết rồi, rất là mong quý vị coi như là ủng hộ cho chương trình. Tất nhiên lần sau sẽ có nhiều cái đề tài hay để mà gửi đến quý vị, chứ không những chỉ lên đây mà để bán sản phẩm, tại vì có Tám, hai đứa rất là thích Tám. Và quý vị nào mà cảm thấy là thích cái cách nói chuyện của Tracy cũng như là Cam Thơ thì có thể theo dõi trên Facebook là Cam Thơ, và cái Facebook của Tracy là Tracy Nguyễn. Và một cái điều nữa cho quý vị mà đang xem trên đài Vietface TV 57.2 vào ngày thứ ba vào 4:30 chiều đó, thì nhất là các quý vị nào mà ở vùng Los Angeles hoặc Orange County thì Cam Thơ có một cái đêm tại iTunes mỗi thứ sáu, chính Cam Thơ làm host chương trình, chính Cam Thơ ca hát cũng như là tiếp khách ở tại đó, và khách đến với đêm đó thì rất là vui. Thành ra là quý vị nào mà có chút thì giờ đến với Cam Thơ mỗi thứ sáu tại iTunes có khách Cam Thơ làm 2 tuần rồi, hai cái thứ sáu rồi, thì khách tới hát rất là đông, và có khách đó thì hát chung nữa, cho nên là rất là vui. Mong là quý vị sẽ thích hát thì sẽ đến Itango
thì cái số vô mà để cho mà quý vị đặt đặt reservation đó là 714-709 709 gì ta? Đầu đó cơ 3762 709-3762 đó là cái số phone của iTingle để đặt reservation. Và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cái sản phẩm serum skincare cũng như là Samsung 100. Quý vị mà uống vào thì cũng sẽ trẻ đẹp mãi. Và chương trình hôm nay đã hết giờ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ sau. Nhà hàng các nhà Atango là nơi giải trí lành mạnh nhất tại Orange County. Đến với Atango, quý vị có thể ăn uống ca hát nhẹ nhàng với bằng nhạc sống và giải ấm cười thì nhất. Vui chuyện gì chẳng có ai được. Atango có hơn 100 trong một vùng miền khác nhau và các món ăn đặc sản chỉ riêng nhà hàng Atango có. Hết giờ nhắn cho cái gì vậy đó? Đúc lò, gỏi xoài, bạch tuộc nướng. Nói bà không có tin. Thì vô đây đi rồi say goodbye đi bà. Nói nhiều quá. Goodbye, không có muốn goodbye. Ủa bà muốn giữ luôn cái livestream hả? Không có muốn goodbye thì chưa có nói đã gì hôm nay ba đi trên đài TV mà bà báo giống như ba đi dạ hội đi và bán shopping online tôi tưởng ngồi ai nghe đứng tôi tưởng là ngồi giống bữa di thóp mấy bữa di thóp ngồi vậy nè có áo tầm dài phủ là ngồi cho thầy Mỹ ai nhà kêu tôi đứng biết thì tôi mặc cái quần tôi mặc cái áo trên thôi bữa nào lần tuần sau nha tắm mặc áo thôi ông mặc quần. Ok, hôm nay là ngày đầu tiên hai bà làm, không biết là nó như thế nào. Ở đêm cho sáng sáng đi, tối quá. Tự nhiên chuyện khum khum chi vậy mệt quá. Tự nhiên khum khum hả? Đó, rồi, đất ơi, bên đây nè, nó sáng nè. Ủa mà ánh sáng này ghê quá. Qua đây. Để qua đây đi, tôi bỏ lại mấy cái đồ này. Trời. Thank you everybody. Đúng rồi, lần sau anh, em đâu có biết là chiếu ở trên không đâu. Lần sau mới mặc quần. Đây, giờ giới thiệu hot boy nè, em tên gì á? Johnny. Có vợ chưa? No. Có girlfriend chưa? Single right now. Single luôn? John, Johnny, yeah, single. Yeah. Single kìa các bạn. Trời ơi, đồng bộ với bảy trời ơi, hot girl lắm á. Single mom được không em? That's fine. Trời ơi, đồng bọn single mom vô ngay. Oh, wow. Hot boy đẹp trai quá nè. Ok. Cho nên là trời ơi, bởi vì nãy rờ tôi cứ nhột dễ sợ luôn. ai mà muốn coi như là hẹn hò với Johnny hả? Thì mình phải inbox cho 7-8 đi ha. Inbox cho tôi nha. Ừ. Mà tôi đâu biết số điện thoại của ông này đâu, tôi có nói. Tuần sau mình gặp mà mình sẽ gặp hot boy mỗi tuần mà. Nhớ nha. Có gì inbox hẹn chơi với Tám hay Tám hẹn giùm cho thứ tư sau tổng gặp nữa đó. Ừ, mỗi thứ tư sẽ gặp Johnny. Như điện thoại tôi nó re quá trời nãy giờ. cho mới, nên là mới lên khách hàng gọi quá trời luôn. Ngoài xem 7-8 livestream mà còn bây giờ còn biết được thêm mấy anh hot boy nữa. Trời ơi, thấy lợi không? Thấy lợi không? Ai mà không coi là phí nửa cuộc đời biết chưa. Ok. Rồi, hello Bảo Trân. Ok, có gì thôi xong rồi bây giờ 7-8 chắc đi ăn. Mà mặc đồ này sao đi ăn? Phải đi về thay đồ, mặc đồ này sao trời đi ăn. Trời ơi. Đón xem clip ông ngoại hồi sáng đi mổ mắt nha. Tắm về là tắm trời bớt ơi, nha các bạn. Ông ngoại đi mổ mắt bà cũng livestream nè. Không phải livestream. Quay clip. Trời. Để chi để cho mấy người già lớn tuổi mà giống ông ngoại mà đi mổ mắt không có sợ. Tại vì ông ngoại đi mổ mắt ngoại sợ lắm. Rồi mấy người già có bữa tôi gặp với cái bà già, cái bà cô già kia kìa, bà nói tao không có mổ mắt đâu, tao sợ lắm. Không biết đó. Ở trên này có ai đang single không, thấy Johnny sao? Johnny nói single mom ok, không sao. Ok kìa. Từ bao nhiêu tuổi trở lên em? Tiêu chuẩn từ nhiêu? Hả? Từ mấy tuổi? Trời ơi. Không cần tuổi luôn. Vậy chứ gì được. Không, như vậy là Johnny khôn. Tại vì Johnny mà cho cái tuổi limit nhiều khi gặp người đẹp như tôi rồi sao? Phải không? Tuy nhiên là nói tôi không có biết. Thấy không? Đúng rồi. Chẳng hạn như bây giờ Johnny nó từ 25 đến 30 gặp tôi là bị lòi ra rồi. Nên là no limit có nghĩa là vậy, tôi cũng có hy vọng á. Rất là smart. Đàn ông là phải như vậy. Ok. Rồi thôi nha. Rồi nha, vô xe máy bay rồi đi. Ủa? Xin chào mọi người và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày đồng bọn của mình. Bây giờ đồng bọn rồi, hồi nãy nói trên TV không dám dùng đồng cái từ đồng bọn. Lần đầu tiên thì nó đồng bọn người ta ghét, người ta bắt gì, người ta không có làm sao. Cho nên là không có dám. Nhưng mà thời gian ít quá cho nên tôi cứ giải thích cái từ đồng bọn nó khó quá. Thì lần sau phải làm sao cho nó ngắn gọn, người ta hiểu.
Ok. Mỗi lần cái bà Gigi bất cứ tôi giải thích bọn là tôi bị giống như là tôi bị rối à, tại tôi không. Cho nên bây giờ là sao? Mình dùng cái từ bây giờ các bạn chỉ cho Tâm Thơ một cái cách nào đó rất là ngắn gọn để nói về đồng bộ Bảo Trân giải thích cái từ đồng bọn hay lắm á. Thì bà kêu Bảo Trân inbox cho bà đi nha. Nha. Có gì làm tôi cái... ý tôi kêu bà kể cái từ cái chuyện đồng bọn trở lại cho vì nhưng mà bà tôi kêu bà giải thích ủa vậy hả? Đó thôi lần sau đi. Ờ vậy. Ok. Rồi, xin chào mọi người nha. Bye bye. Have a good evening. Good morning, good afternoon, good cái gì đó. Good tùm lum đi. Good tà la tà lơ học dưa đi. Đồng bọn của 78 giờ là Lê Hằng mới trốn lâu quá trời luôn, bây giờ bà mới xuất hiện mừng chết luôn à. Thấy bà mừng ghê luôn á. Hello from Lê Hằng. From Lê Hằng. Hello Mina, girlfriend number 1. Bảo Trân với vợ Mina vô cùng một lúc luôn. Hai hot girl luôn. Girlfriend của tôi là vậy đó. Hai girlfriend vô cùng một lúc luôn. Rồi, men, bố bơi nè. Ê, đi về ha, đi về xong rồi đi ăn, về thay đồ nha, cho nó mát nha. Đi, nóng quá. Không lẽ giờ bà đi về bà thay đồ rồi tôi mặc nghe tôi đi ăn, ta tưởng tôi khùng sao rồi. Tự nhiên đứa thì mặc vậy, đứa thì mặc không, chứ chẳng lẽ tôi bà mặc áo đầm đỏ không? Tôi về tôi thấy cái đầm ngắn anh hai nhẹ. Ồ, ở nhà từ sáng tới giờ tôi đi suốt ngày sáng giờ. Là bây giờ tự nhiên hai bà mặc make up rồi mặc đồ đẹp rồi tự nhiên đi ăn với nhau vậy đó. Trai, bà rủ cho anh thì đi ăn đi kìa. Không, bà không rủ đi. Bye bye, bye bye đồng bọn. Bye bye đồng bọn. Còn tôi bị trouble nữa. Bye bye.